Vô Sân Khai Giá. Kính chào thầy Kinh và kính chào Đạo Tràng. Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 23 phút. Bây giờ mời thầy Kinh cầm mic nha. Và kính kính mời thầy giảng buổi học hôm nay ạ. Kính chúc quý vị thính pháp được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Di Đà. Chẳng biết nghe rõ mà. Alo. Kính lễ sư Thanh Tâm, kính lễ chư Tùng Đức trong room, thân chào tất cả quý vị. Hôm nay hơi giờ sớm xíu, thành ra room cũng còn hơi vắng chút. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng tiếp tục cái môn vị pháp này. Chương trình của chúng ta cũng vẫn có 3 phần. Phần 1 là đọc Pali, phần 2 là học chính thức, và phần 3 là đố vui để học, đố vui có thưởng. Không biết thưởng tiếng dịch hay thưởng gì đây. Trước khi vào buổi học, chúng ta đảnh lễ đảm bảo tóm tắt. Samanta Chakravalesu Atragachan Turevata Sunantu Sakamang Sawana kau yang paranta. Amat sawana kau yang paranta. Wayam paranta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Samma sambuddhamma tulang sacattham magaluttamang api vadiya pasissang api dhammapasangkang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Di Đà. Kính lễ sư Nguyên Thông mới vào rồi mà. Rồi hôm nay mở đầu chương trình, chúng ta đọc bài Pali. Mời quý vị nào trách nhiệm đang post lên giùm nha, post lên để cho tất cả các Phật tử cùng nhau đọc để quan hệ có được phước báo. Rồi, mời các bạn dạ, xin xuống mic.
Mô Phật. Rồi, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài lên. Kính lễ Tỳ Kheo Nguyên Thông. Tỳ Kheo có trước mấy xin thỉnh sư cầm mic đọc đọc kinh ạ. Kính mời sư cầm mic ngang. Sư mở màn đi cho lớp được nhiều may mắn. Kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào sư phụ Thanh Tâm, kính chào giáo sư Kinh. Cái bài Pháp Cú số 4, số 64. Con xin đọc. Va chi xin xin đừng có robot nó chạy mất à. Va chi vam pi chê ba lo pang di tăng pariupa sati na so thammang vi cha na ti đạp bi suparasang giá tha. Người ngu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng canh bị kênh. The life, the fool might wait upon the wise, no more tama can be sense than spool the task of soup. Akusala cetasika pangca mo chatu cha cetasika chatu eka moho dwi arihikang ti anotapang chatu Úc thắc chăng lô tí cách chê ta xí ca pan cha lô phô cha điếc thi sát ta ma nô đô ca tú cách chê ta xí ca cha tú át tha đô sô na va y sa đa sa mắc cha ri dăng e ca đa sa cuốc cuốc chăng thì du các chê ta sĩ ca duy đoa đa sa thi năng tê la sa miết thăng vi chi kích cha tê cha sĩ ca e ca chuk đa sa vi chi kích cha cha ti chuk đa si mê chê ta sĩ ca akusala na mát. Tâm sở bất thiện có 5 nhóm. Thứ nhất, nhóm 1, si phần. Tâm sở bất thiện biến hành có 4. 1 si, 2 vô tàm, 3 vô quý, 4 phóng dật. Nhóm 2, tham phần có 3: tham, tà kiến, ngã mạn. Nhóm 3, sân phần có 4: 8 sân, 9 tật, 10 lận, 11 hối. Nhóm 4, hôn phần có 2: 12 hôn trầm, 13 thủy miên. Nhóm 5, nghi có 1: 14 hoài nghi. 14 tâm sở này được gọi là bất thiện. Nghi với hoài nghi là bất thiện. Cảm ơn Châu Nguyễn. Kính thưa sư phụ Kinh và sư phụ Thanh Tâm và đạo tràng, con đã đọc xong. Và con xin trao mai lại cho đạo tràng, kính mời sư phụ Thanh Tâm. Mô Phật, Nam mô Bụt Đà, Nam mô Đàm Ma, Nam mô Sang Kha, Sa thú, Sa thú Tỳ Kheo Nguyên Thông. Bây giờ sư đọc. Nhưng mà lỡ có khách đến là sư nhường mất lại cho quý vị kế tiếp nha. Mô Phật. Akusala cetasika nam banh chá một la mã mô chá tú chá chá tê sĩ cá bốn chá tú một e cá mô hô hai bí ari ahiri can ba tí anotapang bốn chá tú út thách chân hai la mã lô tí cá chê tá xí cá ba tí năm banh chá lô khô sáu chá tí tí bảy sát tá
ma no ba la mã đô cha tú ca chê ta si ca bốn cha tú tám át thá đô sô chín na quá y sa mười đá xá mắc cha vi văn mười một e ca đá xá cúc cúc chăng bốn la mã thì đúc cá chê tá xí cá hai quý mười hai đoa đá xá thi năng mười ba tê lá xá nít thăng năm la mã quý chí ký ca chê tá xí cá một e cá mười bốn chút đá xá quý chí ký cha cha tí chút đá xí mẹ chê tá xí cá Aku Sala Nama. Tâm sở bất thiện có 5 nhóm, một la mã. Nhóm 1, si phần tâm sở bất thiện biến hành có 4, 1 si, 2 vô tàm, 3 vô quý, 4 phóng dật. 2 la mã, nhóm 2, tham phần có 3, 5 tham, 6 tà kiến, 7 ngã mạn. Ba la mã, nhóm 3, sân phần có 4, 8 sân, 9 tập, 10 lận, 11 khối. 4 la mã, nhóm 4, hôn phần có 2, 12 hôn trầm, 13 thủy miên. 5 la mã, nhóm 5, nghi có 1, 14 hoài nghi. 14 tâm sở này được gọi là bất thiện. Pháp cuốn số 64, Gia Quá Chí Hoàng Phí Chê Pa Lô Bành Đi Tăng Ba Chí Đú Pa Sá Tí Ná Sô Đầm Măng Quý Chà Nà Tí Đà Pì Sú Pa Ra Săng Gá Tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Thọ All through life, the fool made way upon the wise. No more Dhamma can he sense than spoon the taste of soup. Rồi, sư đọc xong. À, kính mời vị kế tiếp nha. Rồi, ai xung phong giơ tay nào? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con vô thường. Con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính lễ Sư Thành Tâm. Dạ, con kính lễ Sư Nguyên Thông. Dạ, kính chào Thầy Kinh. Dạ, quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con kính ông Năm Bà Năm. Dạ, con quên. Dạ,
Con xin trả bài ạ. Akusala che tasika konam banja. Mo chatuka che tasika. Bốn chatu eka. Một eka. Mô hồ. Hai di vị. Ahirikan. Số ba tị. Anotapang. Bốn chatu. Upatkan. Chẳng. Số hai là mã. Lô tika chê ta sika có ba tí năm bành chá lô cổ sáu chá tí thị số bảy sát tạ mà nô. Đồ chá tu ca chê ta sika có bốn chá tu tám ác thá đồ sục chín nạ hòa y sa mười tạ sa Macariyang. Macariyang 11 Ekadasa. Ekadasa. Kukukan. Thiduka Cetasika 2 Divi 12 Wadasa. Dwasa. Thinang 13 Telasa. Nikthang. Vichikicca chê ta sĩ ca e ca 14 kudasa vi chi ki cha cha ti kudasi me chê ta sĩ ca akusala nam tâm sở bất thiện có 5 nhóm. Một là nhóm 1 si phần tâm sở bất thiện biến thành có 4 một si hai vô tạm, ba vô quý, bốn phóng dật. Nhóm hai, tham phần có ba. Năm là tham, sáu là tà kiến, bảy là ngã mạn. Nhóm ba, sân. Nhóm ba, sân phần có bốn. Tám là sân, chín là tật, mười là lận, mười một là hối. Nhóm bốn, hôn phần có hai. 12 hôn trầm, 13 thủy miên. Nhóm 5, nghi có 14 hoài nghi. 14 tâm sở này được gọi là bất thiện. Hoài nghi 14 tâm này được sở lầm được dạ, có đây là pháp cú số 6, 14. Gia hòa di dân bị chê ba lô, bằng đi tặng ba di rút ba xa tí. Na sô thầm măng vi gia na tí. Đạp bì xúc ba ra sẵn giác thà, người ngu giàu trọn đời. Thân cận người có trí không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Như muỗng với vị canh. Thou art thou the light of fools, my way upon the wise. No more dhamma can he send than spoil the respect of the soup. Dạ, con đã đọc xong, con xin trao lại cho đạo hữu kế tiếp. Dạ, con kính cảm ơn quý sư và Quỳnh Kinh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông. Như xin kính lễ Quỳnh Kinh và như xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài ạ. Akusala Chetasika 5 Banh Chá 1 Một lớn Mô Chá Thứ Cá Chetasika 4
Chatu. 1. Eka Moho. 2. Dwi Ahirikang. 3. Tí Anattapang. 4. Chatu Uthachang. Hai lớn Lô Thí Cá Chê Tá Xí Cá. 3. Tí 5. Bành Chá Lô Phô. 6. Chá Đích Thí. 7. Sắc Tá Mà Nồ. 3. Lớn Đồ Chá Tú Cá Chê Tá Xí Cá. 4. Chá Tú. 8. Ách Thá Đồ Sồ. 9. Ná Quá Ít Xà. 10. Đá Xá Mắt Chá Rí Dằng. 11. Ê Cà Đá Xá Cúc Cúc Chằng. 4. Lớn Thì Đú Cá Chê Tá Xí Cá. 2. Đuý. 12. Đòa Đá Xá Thi Nằng. 13. Tê Lá Xá Mít Thằng. 5. Lớn Quý Chí Kích Chà Chê Tá Xí Cá. 1. Ê Cá. 14. Chút đá xá quý chí kích chà chà tí chút đá xí mê chê ta xí cà á cú xá là nà má. Tâm sở bất thiện có 5 nhóm, một lớn nhóm 1 si phần. Tâm sở bất thiện biến hành có 4: 1 si, 2 vô tàm, 3 vô quý, 4 phóng dật. Hai lớn nhóm 2 tham phần có 5: nam, 5 tham, 6 tà kiến, 7. Ngã mạn. 3. Lớn nhóm 3 sân phần có 4: 8. Sân. 9. Tật. 10. Lận. 11. Hối. 4. Lớn nhóm 4 hôn phần có 2: 12. Hôn trầm. 13. Thụy miên. 5. Lớn nhóm 5 nghi có 1: 14. Hoài nghi. 14. Tâm sở này được gọi là bất thiện. Câu pháp cú số 64. Và quá trì hoàng tí chề bà lồ bằng đí tằng bá dí vú bà xá tí ná sô thầm màng quý trà nà tí đắp bì xù bá gá sằng giá thà. Người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Through all through life the fool may wait upon the wise. No more tamma can he sense than spoon the taste of soup. Dạ con xin dâng mic lại cho vị kế tiếp ạ. Xin trở bài ạ. Akusala chê ta si cá nằm bành chá. Một là mã. Mô chá tú chá chê ta si cá. Bốn chá tú. Một ê cá mồ hồ. Hai đuôi a hi vi cần. Ba tí a nóc tắc bằng. Bốn chá tú út thắc chân. Hai là mã lô chí cá chê ta xí cá ba tí năm bành chá lô hồ chá sáu chá đích thí bảy sát tá mà nồ. Ba là mã đồ chá tú cá chê ta xí cá bốn chá tú tám át thá đồ sồ chín ná quá ít xà 10. Đá xá mắt chá đi dần 11. Ê ca đá xá cút cút chân 4. Là mã thì đùa cá chê tá xí cá xí cá 2. Đuý 12. Đòa đá xá thì nằng 13. Tê lá xá mít thằng 5. Là mã quý chí kích
cha chê ta si ca một ê ca 14 chút đã đa xá vị trí ki cha cha tí cút đa si mê chê ta si ca a cú sa la na ma tâm sở bất thiện có 5 nhóm. Nhóm 1 một la mã nhóm 1 si phần tâm sở bất thiện biến hành có 4 một si, hai vô tàm, ba vô quý, bốn phóng vật. Nhóm 2 tham phần có 3, 5 là tham, 6 tà kiến, 7 ngã mạn. Ba la mã nhóm 3 sân phần có 4, 8 sân, 9 tật, 10 lận, 11 hối. Bốn la mã nhóm 4 hôn phần có 2, 12 hôn trầm, 13 thiên. Năm la mã nhóm 5 nghi có 1, 14 hoài nghi, 14 tâm sở này được gọi là bất thiện. Pháp cú số 64 Gia quá chi văn bí chê ba lồ bằng đi tầng bá dí rú bà sát ký na sô thầm măng bí chà nà tí đắp bi su bá rá sang giác thà. Người ngu dầu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muộn giới dị canh. Thu on thru lai the fool my way upon the wise, no more thamma can he sense than spoon the taste of soup. Dạ, con đã trả bài xong, xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, kính mời chị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Tinh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con cảm ơn sư ạ, dạ con cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Akusala Chetasika Nam Pancha một la mã Mô Chá Tú Cá Chetasika bốn Chá Tú một Ê Cá Mô Hồ hai Đúy Ahiri Cần ba Tí Anotapang bốn Chá Tú Uthat Chăng hai la mã Lô Tí Cá Chetasika ba Tí năm Pancha Lô Phô 6. Chá, đít thí 7. Sát tá, mà nồ ba la mã, đồ chá tú cá, chê tá xí cá 4. Chá tú 8. Át thá, đồ sồ 9. Ná quá, ít xa 10. Đá xá, mắt chá răng 11. Ê cà đá xá, cút cút chăng 4. La mã thì đú cá chê tá xí cá hai đúy 10 đòa đá xá thì nằng 13 tề lá xá mít thằng năm mã quý chí kích trà chê tá xí cá một ê cá 14 chút đá xá quý chí kích trà trà tí chút đá xí mề chê tá xí cà a cú xá là nà má tâm sở bất thiện có 5 nhóm. Một la mã nhóm 1 si phần tâm sở bất thiện biến hành có 4. 1 si, 2 vô tàm, 3 vô quý, 4 phóng dật. Hai la mã nhóm 2 tham phần có 3, 5 tham, 6 tà kiến, 7 ngã mạn. Ba la mã nhóm 3 sân phần có 4,
8 sân, 9 tật, 10 lận, 11 hối. Bốn la mã nhóm 4, hung phần có 2, 12 hung trầm, 13 thủy miên. Năm la mã nhóm 5, nghi có 1, 14 hoài nghi. 14 tâm sở này được gọi là bất thiện. Câu pháp cú số 64. Ya wa chi vam bi che ba lo pan di tang pa di ru pa sa ti na so tham mang ja na ti đắp bị su pa ra sang di tha. Người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. To on true life the fool might way open the wise. No more Dhamma can he sense than spoon the taste of soup. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con có đọc sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa thầy, nguyên như nghĩ là lớp đã trả bài xong rồi, không còn thấy ai giơ tay nữa. Dạ nguyên như xin kính mời thầy giảng bài cho buổi tối hôm nay, thưa thầy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tam Mai Bạc Mô Sang Khai Giác. Sa thứ sa thứ. Hôm nay quý vị đọc rất là tuyệt vời ha. Đúng là nói theo kiểu siêu vi thông là đọc kiểu siêu sao. Siêu sao. Còn Ly Qua cố gắng khắc phục nha, cố gắng khắc phục để làm sao lên để đọc với các bạn cho nó có phước báo, được quan hỷ hơn. Chứ vô không đọc cũng uổng. Dân học đại học Văn Hạnh ra tới bây giờ đọc Bali trốn mất tiêu đâu có được. Ok. Chưa ra. Ok. Rồi hôm nay chúng ta kỳ rồi từng rồi là chúng ta học xong 13 tâm sở tà tha đúng không? Đúng không quý vị? Thì Liên Hoa giỏi rồi, giỏi Bali đó rồi. Học xong 13 tâm sở tà tha. Hôm nay là chúng ta bước qua cái nhóm mà chúng ta vừa mới đọc Bali nãy đó là tâm sở bất thiện. Ngày chúng ta bước vào cái phần tâm sở bất thiện là Akusabache Tosika, tâm sở bất thiện. Akusala về Tasika. Bất thiện. Akusala là bất thiện ha. Akusala là bất thiện. Hai chấm. Rồi, xuống dòng ha. Có năm nghĩa. Có năm nghĩa. Một, bệnh hoạn. Hai, không tốt đẹp. Ba, không khôn khéo. Bốn là lầm lỗi. Năm là tạo quả khổ.
Tức là cái ý nghĩa của cái chữ Akusala này ha. Akusala này nó có năm cái nghĩa mà để mà định định hình cho nó một cái thể loại được được gọi là bất thiện. Bất không thiện là tốt đẹp ha. Thì Akusala này chúng ta biết nó là có năm cái nghĩa vậy, là bệnh hoạn, tức là nó là một cái thể loại trạng thái tâm bệnh hoạn. Thì bệnh hoạn là mình biết rồi, những cái mà nó đem đến cái sự mà đau khổ, sự mà đau đớn ha, gọi là bệnh hoạn, tâm tâm bệnh hoạn, cái tâm dơ bẩn bệnh hoạn. Rồi nghĩa thứ hai là không tốt đẹp, tức là nó không phải là một loại tâm tốt đẹp, nó là những cái mà xấu, những cái mà dơ bẩn thì được gọi là một cái trạng thái không tốt đẹp ha. Rồi không khôn khéo thì đương nhiên là phải bất thiện, thì nó không thể nào là khôn khéo được, nó bị tham sân bị si, nó làm cho che mờ lý trí, là mất đi cái sự khôn khéo, thì như vậy nó không khôn khéo và nó lầm lỗi, tức là nó làm những cái điều sai lầm, làm những cái lỗi sai lầm. Và cuối cùng cái quan trọng nhất là nó tạo cho chúng ta bị những cái quả khổ. Khi mà cái làm những cái sự việc bất thiện thì nó sẽ cho chúng ta cái kết quả là đau khổ. Thì như vậy bất thiện Akusala này có năm nghĩa là bệnh hoạn, không tốt đẹp, không khôn khéo, lầm lỗi, tạo quả khổ. Năm ý nghĩa này chúng ta phải cần phải để ý, cần phải quan tâm. Đó là ý nghĩa của Akusala. Thì cái tâm sở bất thiện này là những cái tâm mà nó chúng ta đã biết rồi, nó tạo ra những cái điều ác xấu, bệnh hoạn, lầm lỗi, phiền nó ô nhiễm, nó làm như vậy, là nó đưa chúng ta rơi vào những cái cảnh khổ. Thì như vậy do cái sự bất thiện này chúng ta cần phải là, thứ nhất là cần phải tránh né, thứ hai là cần phải diệt trừ. Và như chúng ta đã được đọc bài nãy thì tâm sở bất thiện nó có 14 cái tâm sở, nó chia làm 5 nhóm. Nhóm 1 là si phần có 4, là si vô tàm vô quý phóng vật. Nhóm 2 là tham phần có 3, tham tà kiến ngã mạn. Nhóm 3 sân phần có 4, là sân tật lận hối. Nhóm 4 là hôn trầm, hôn phần có 2 là hôn trầm thị miên. Nhóm 5 là có 1 là chỉ là hoài nghi thôi. Thì như vậy là 14 tâm sở bất thiện đã được trình bày. Hai như mình mới vô ha. Rồi hôm nay là chúng ta bước vào cái nhóm đầu tiên, tức là chúng ta sẽ học nhóm 1 tâm sở si phần. Nhóm 1 tâm sở si phần. Tâm sở si phần có 4 là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Số 4 là si, vô tạm, vô quý, phóng vật. Rồi, cái dòng đánh nghịch đầu dòng, được đánh vào thị đầu dòng. Được gọi là tâm sở bất thiện biến hành. Tức là tâm sở si phần đó. Được gọi là tâm sở bất thiện biến hành. Vì cả bốn tâm sở đều có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Nó là như vậy. Được gọi là tâm sở bất thiện biến hành. Ghi nha. Vì có bốn, cả bốn tâm sở này đều có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Thì như vậy chúng ta thấy là tâm sở si phần này á, nó gồm có bốn cái tâm sở si, vô tàm, quý, phóng vật. Bốn cái này nó sanh lên một lượt và nó đồng sanh trong tất cả những cái tâm bất thiện, tức là 12 tâm bất thiện đều có bốn này hết. Và hãy chúng ta tham là chúng ta có đầy đủ si vô tàm quý phóng vật, chúng ta sân chúng ta cũng có đầy đủ si vô tàm quý phóng vật, chúng ta si chúng ta cũng có đầy đủ si vô tàm quý phóng vật. Thì như vậy hễ mà có một cái tâm là sanh lên bất thiện thì chúng ta có đủ bốn này. Bốn này nó quậy cho mình tanh bành nữa, si vô tàm vô quý phóng vật. Rồi như vậy là tâm sở si phần được biết đến là như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào tâm sở thứ nhất, tâm sở si là mô hát, si mô hát. Si mô hát thì nó căng từ cái chữ này,
từ căn gốc là chữ chữ mút, chữ mút này nè, chữ mút. Mê mờ, lầm lạc. Mê mờ, lầm lạc. À, mút là mê mờ, lầm lạc. Rồi, xuống dòng mình ghi là mô hát. Chữ mút này nó ra thành chữ mô hát. Là trạng thái mê mờ, lầm lạc, u tối, làm ngăn che sự sáng suốt, không cho thấy rõ thực tính pháp. À, đó là mô hát. Trạng thái mê mờ, lầm lạc, u tối, làm ngăn che sự sáng suốt, không cho thấy rõ thực tính pháp. Đó, được gọi là mô hát. Rồi, xà hữu liên qua viết giỏi quá, như nhanh ghê. Rồi, xuống dòng, mình gạch cái đạo dòng này, mô hát là giờ mình ghi chữ si đi, cái này giờ thấy si, hai chấm. Si, hai chấm. Không biết điều đáng biết, phải biết điều không đáng biết. À, tức là cái ý nghĩa của cái chữ si nè, từ cái căn chữ mút là mê mờ lầm lạc. Si mê mô há nghĩa là trạng thái cái tâm mình nó có cái trạng thái mê mờ lầm lạc u tối, làm ngăn che cái sự sáng suốt, sự mà cho sáng của mình, không cho thấy được cái pháp thực tính. Cho nên chữ si đó là còn được định nghĩa thêm một cách khác, không biết cái điều đáng biết. Là những cái điều đáng biết á thì không biết, mà không biết những cái điều không đáng biết. Thì mới kêu là si. Những cái điều đáng biết thì không chịu biết. Tức là biết về chân lý, biết về sự thật, biết về tứ diệu đế, thì mấy cái pháp đó biết để mà giải thoát khỏi đau khổ thì không biết. Còn những cái pháp mà luân hồi thì biết, biết rõ, biết biết cặn kẽ, biết sâu sắc. Cho nên đó chúng ta bị gọi là mình đang trong tình trạng là bị si mê. Không biết điều đáng biết, biết điều không đáng biết. Đây là một cái thật sự là một cái đau khổ cho phàm phu chúng sanh của chúng ta. Hồi giờ muốn dán cái màn lên không phải chuyện dễ, cả một cái vấn đề chứ không phải chuyện đùa. Đó là ý nghĩa của cái chữ si, chúng ta thấy là mô há là như vậy. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa hai chấm. Tứ nghĩa hai chấm. Một, trạng thái là mờ ám, không hiểu biết điều đáng biết, phải trái với trí tuệ. Mờ ám, không hiểu biết điều đáng biết, trái với trí tuệ. Trái rồi, đúng rồi. Số 2, phận sự là che ngăn sự sáng suốt, không cho thấy thực tính pháp. Che ngăn sự sáng suốt, không cho thấy thực tính pháp. Nghe không? Nghe rõ không? Che ngăn sự sáng suốt, không cho thấy thực tính pháp. Rồi, ok. Số 3 là sự thành tựu. Có sự mờ ám tối tâm, có sự mờ ám tối tâm. Sự thành tựu có sự mờ ám tối tâm. Số 4, nhân cần thiết, không khéo dùng tâm, vụng tác ý. Không khéo dùng tâm, vụng tác ý. À, thì chúng ta thấy qua cái tứ ý nghĩa này thì về cái trạng thái của cái mô há này, tức là mờ ám, không hiểu biết những cái điều đáng biết, và nó trái nghịch lại với cái trí tuệ, nghĩa là sáng suốt, là minh mẫn, sáng suốt là tuệ mẫn. Thì cái trạng thái của mô há nó ngược lại như vậy, nó là mờ ám, không hiểu biết, u tối, thì gọi là si mê.
phận sự của nó là tức cái sự việc của cái tâm sở si này nó làm cái phận sự là nó ngăn che cái sự sáng suốt, không cho thấy được cái, những cái điều mà chân thật, những cái pháp thật, cho nên đó là phận sự của nó. Và cái đặc biệt cái sự thành tựu của nó là có cái sự mờ ám tối tâm u tối mịt mù, đó là sự thành tựu của nó. Và cái nhân cần thiết để mà có cái tâm sở si này, tức là do tại vì không khéo dùng tâm mà bị vụng tắc ý, tức là nhân cần thiết là tại vì không có một cái sự mà khéo léo tắc ý để cho tâm mình bị u tối, bị rơi vào trong cái trạng thái si mê u tối. Có nhiều tông phái là cho si mê này là từ cái không mà có, từ không mới có ra si, nghe là họ lý luận tùm lum tùm la. Như vậy mình học rồi mới thấy là cái si mê là do không khéo dụng, là không khéo như lý tắc ý si mê. Rồi mình đánh cái qua thị cái bông đầu dòng á, đánh cái bông đầu dòng á, si là cội rễ, là căn gốc của các pháp bất thiện. Si là cội rễ, là căn gốc của các pháp bất thiện, là một trong ba nhân bất thiện, là một trong ba nhân bất thiện. Hai xích huyền ngọc mới vô đâu ha. Si là cội rễ, căn gốc của pháp bất thiện, là một trong ba nhân bất thiện. Nhân bất thiện là nhân tham, nhân sân, nhân si, thì nó là một trong ba nhân bất thiện. Là chúng ta thấy là si dính là cội rễ, nó là cội giống như cây, cái gốc cội rễ của cái cây đó, thì cái si này là cội rễ của những cái pháp bất thiện, và nó là một trong cái nhân mà một trong ba cái nhân, là ba cái nhân gạo cội, nó thuộc vào loại nhân mà là vô lượng kiếp đó. Một trong ba nhân đó, nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì đó là bốn ý nghĩa của cái tâm sở si. Bây giờ mình lấy cái bốn ý nghĩa của vô minh để mình so sánh nha. Rồi giờ ghi là bốn ý nghĩa của vô minh. Coi thêm vô minh với si nó có gì ha. Bốn ý nghĩa của vô minh. Một, trạng thái. Không có trí. Không có trí, trạng thái là không có trí. Thứ hai là phận sự, là làm cho tự mình cùng các pháp đồng sanh mê muội, làm cho tự mình cùng các pháp đồng sanh mê muội, cùng các pháp đồng sanh mê muội. Rồi sự thành tựu, che khuất bản thể tướng, che khuất bản thể tướng. Nhân cần thiết số 4, nhân cần thiết có pháp lậu, có pháp lậu, có pháp lậu. Rồi như vậy là bốn ý nghĩa của vô minh. Chúng ta so lại với cái bốn ý nghĩa trên của cái moha và si ha, thì như thế nào? Thì trạng thái của cái tâm sở si là mờ ám, không hiểu biết điều đáng biết, trái với trí tuệ. Thì trạng thái của vô minh là không có trí tuệ. Nó có những cái này là tương đồng, thường thấy cũng có sự tương đồng, tức là không có trí, tức là trái với trí tuệ. Rồi phận sự là của cái tâm sở si là che ngăn sáng, che ngăn cái sự sáng suốt, không cho thấy thực tính pháp. Nhưng mà còn cái vô minh thì nó làm cho tự nó luôn, tự nó bị u mê luôn, tự mình cùng các pháp đồng sanh chung nó bị mê muội luôn. Nó có cái đặc biệt hơn chút xíu là cái phần sự cho nó là tự làm cho nó và luôn cả những cái pháp sanh chung cho nó. Rồi cái sự thành tựu của cái tâm sở si á, chúng ta thấy là chỉ là sự mờ ám tối tâm thôi. Còn cái sự thành tựu của tâm của cái sự vô minh là che khuất bản thể tướng luôn, là che luôn. Và cái nhân cần thiết của tâm sở si là không khéo dụng tâm, nhưng mà cái nhân cần thiết của vô minh là do có pháp lậu, là những pháp lậu tẩm ngâm tẩm
là dục lậu hữu lậu kiến lậu vô minh lậu á, là do dục lậu hữu lậu kiến lậu là những pháp lậu này làm cho vô minh nó phát sinh, đó là cái nhân cần thiết. Thì như vậy đó là bốn ý nghĩa của vô minh để chúng ta so sánh với là bốn ý nghĩa của tâm sở si. Bây giờ mình ghi sự giống nhau, sự giống nhau và khác nhau giữa si và vô minh. Sự giống và khác nhau giữa si và vô minh. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. Giống, hai chấm. Không hiểu biết. Giống, hai chấm. Không hiểu biết. Xuống dòng, gạch đầu dòng. Khác, hai chấm. Về sự thành tựu và nhân cần thiết. Về sự thành tựu và nhân cần thiết. Rồi, nhân cần thiết của vô minh là pháp lậu. Chúng ta gặp dòng nhân cần thiết của vô minh là pháp lậu. Còn nhân cần thiết của si là không kết dụng tâm, đúng rồi, xa thôi, xa thôi. À, như vậy là chúng ta thấy sự khác nhau và giống nhau giữa si và vô minh ở cái chỗ là nó giống, là giống ở cái chỗ là nó không hiểu biết, tức là không hiểu biết, là ngu si và u tối là không hiểu biết. À, khác về cái sự thành tựu, nhưng ta đã thấy là cái sự thành tựu và cái nhân cần thiết đó, cái sự thành tựu của hai cái pháp nãy là hai cái sự khác nhau. Sự thành tựu của si là tối tâm, còn sự thành tựu của vô minh là sự che khuất bản thể của các pháp. À, thì đó có sự khác nhau. Thì ta có cái thí dụ si với lại vô minh đó, thì giống như là thí dụ như là si, ví dụ như là cái sơn màu đen, hoặc là cái chúng ta thấy cái nước sơn màu đen thùi á, thì thí dụ đó là giống như là si. Còn vô minh đó, thì ta ví dụ như là cái lấy cái sơn đen mà sơn lên cái vật gì đó, thì cái vật mà bị sơn lên á thì cái đó là vô minh. À, và ví dụ cho hai cái này chúng ta thấy có cái sự khác biệt chút xíu nha về cái này đó. Thì khi mà cái vật mà bị sơn đen lên thì nó cũng đen thùi, thì nó cũng như là sơn đen, nhưng mà nó khác cái chỗ là sơn, sơn đen là chính là si, bản chất bản thể nó đen thùi ha. À, còn vô minh là vật bị sơn lên, ví dụ là vô minh. Thì như vậy đó là những cái sự giống nhau và khác nhau để chúng ta có sự phân biệt chút xíu về giữa si và vô minh như vậy. Rồi xuống dòng đánh cái mông bự đầu dòng ha. Đánh cái mông bự đầu dòng. Si chỉ hoạt động trong các pháp bất thiện. Si chỉ hoạt động trong các pháp bất thiện. Vô minh, xuống dòng đánh cái mông đầu dòng. Vô minh hoạt động bao trùm tam giới. Rồi. Rồi xuống dòng cái bông tiếp. Si tác thành các pháp bất thiện trực tiếp đồng sanh. Si tác thành các pháp bất thiện trực tiếp đồng sanh. Rồi xuống dòng bông tiếp là vô minh tác động đến các pháp bằng cách gián tiếp che khuất thực tính pháp. Vô minh tác động đến các pháp bằng cách gián tiếp che khuất thực tính pháp. À, tức là có những cái đặc biệt như vậy để chúng ta thấy là si nó chỉ hoạt động trong các pháp bất thiện, tức là cái tâm sở si này nó chỉ hoạt động trong những pháp bất thiện thôi, tức là trong tham, trong sân, trong si thôi. Nhưng mà vô minh đó, nó hoạt động nó bao trùm tam giới luôn, tức là dính gì do vô minh, nó duyên cho hành, tức là nó duyên cho phi phúc hành, phúc hành và bất động hành, tức là nó duyên từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó bao trùm cả tam giới luôn.
Thì khi mặc dù chúng ta có tu cỡ nào nữa, mình vẫn còn sanh lên trong cái nằm trong cái tam giới này, là chúng ta vẫn còn bị vô minh nó bao trùm. Cho nên vô minh là bao trùm cả tam giới, nó có cái sự khác biệt một cách là đặc biệt như vậy ha. Chúng ta phải nên biết một cách rõ ràng. Bởi vì nhiều khi chúng ta tưởng là mình tu mình sanh về cõi thiền sắc giới, vô sắc giới cũng như là xong, không có, nó cũng nằm trong vô minh hết. Đó là vô minh nó bao trùm như vậy. Rồi si nó tác thành các pháp bất thiện trực tiếp đồng sanh, tức là cái tâm sở si này nó tạo nên, nó tác thành cho ra cái pháp bất thiện một cách trực tiếp và nó đồng sanh luôn, tức là hễ mà tham mà sanh lên thì nó có si, si cũng sanh chung với tham trực tiếp. Rồi sân sanh lên cũng có si sanh chung trực tiếp, si sanh lên thì đương nhiên là có si trực tiếp luôn và đồng sanh chung vô trong như vậy. Thì như vậy trong tám tâm tham là có tâm sở si đồng sanh, trong hai tâm sân là cũng có tâm sở si đồng sanh, và trong hai tâm si có tâm sở si đồng sanh. Và như vậy nó vừa đồng sanh mà nó vừa tác thành trực tiếp, đó là cái sự tác thành của nó. Và vô minh thì nó lại là tác động đến các pháp bằng cách gián tiếp, bởi vì nó bao trùm tam giới luôn mà, nó núp, nó suối, nó làm, nó thúc giục, nó tạo tác để nó làm duyên để cho phát sinh những cái pháp bằng cách là che khuất pháp thực tính, không cho mình thấy được thực tính pháp. Bởi vì khi mình thấy được rồi là mình hết vô minh, cho nên nó không có cho mình thấy, nó tác động bằng cách là gián tiếp che khuất. Vô minh là tâm sở si, bản thể là tâm sở si đó, nhưng mà nó khi mà nói tới cái vô minh đó, thì là nói rộng hơn, nó bao trùm hơn. Giống như mình trong thập nhiên duyên mình nói vô minh là duyên hành, thì vô minh trong thập nhiên duyên là bản thể cũng là tâm sở si, nhưng mà nó khác cái chỗ là Đức Phật dạy về cái đó nó rộng sâu hơn rất là nhiều. Bởi vì khi vô minh là nó bao trùm luôn, nó trình bày rõ chi tiết hơn là nó bao trùm luôn, và minh là duyên cho hành, mà hành ở đây nó tới ba cái hành lận, phi phúc hành là cái mà là những cái sự mà tạo tác mà thuộc về phi phúc hành, là bất thiện pháp đó. Tức là những cái pháp bất thiện đó, nó cho sanh về những cõi khổ, là phi phúc hành. Phúc hành là những thiện pháp, làm những cái thiện pháp để cho sanh về những cái cõi lành, hoặc giống như là sanh về những cõi trời phạm thiên sắc giới thì cũng gọi là phúc hành. Rồi bất động hành tức là những cái thiện pháp mà những vị tu thiền chứng đắc về vô sắc giới, sanh về cõi vô sắc. Thì như vậy đó là do vô minh hết, vô minh tác động làm cho sanh dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và từ cái vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức danh sắc lục nhập, rồi xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão bệnh tử, đó làm cho một dọc ha, thì cũng từ cái ông nội vô minh này. Cho nên nó bao trùm cả tam giới, nó nói rộng lớn hơn rất là nhiều. Cho nên ở chính vì cái chỗ này thì Đức Phật mới dạy chúng ta về cái vô minh, tức là avijja vô minh. Dưới xuống dòng đây là avijja vô minh. Avijja biết cái gì đó không? Avijja vô minh, cái bên này nè. Đó, avijja là vô minh, không biết rõ, không thấu rõ các pháp thực tính, không biết rõ, không thấu rõ các pháp thực tính, không biết rõ, không thấu rõ các pháp thực tính, tức là cái định nghĩa của vô minh rồi đó. Pháp tính có 8 điều không biết rõ, xuống dòng có 8 điều không biết rõ. Bây giờ mình phải để cái chính gì do vô minh này nó phát sinh ra 8 cái điều này. Vô minh là không biết cái gì, không biết 8 điều. Mình học mình để nha, để 8 điều này. Một, bất tri khổ. Bất tri khổ, hai chấm. Không hiểu về sự khổ của ngũ thủ uẩn. Không hiểu về sự khổ của ngũ thủ uẩn. Rồi, số 2 là bất tri tập. Bất tri tập, không thông hiểu tập khởi của khổ.
không thân thì nó tập khởi của khổ. Rồi số 3, bất tri đạo lộ khổ diệt. Bất tri đạo lộ khổ diệt tức là không thông hiểu con đường đưa đến diệt khổ. Đó chưa, chưa số 3 chứ lộn, thấy thiếu số 3 rồi. Bất tri tập là không không hiểu tập khởi của khổ là bất tri tập phải không? Số 3, số 3 là bất tri khổ diệt, thiếu một cái. Bất tri khổ diệt và không thông hiểu sự diệt khổ. Bất tri khổ diệt mà không thông hiểu sự diệt khổ. Và sorry nha, đã lộn cái thiếu một số. Không thông hiểu sự diệt diệt khổ, đúng rồi. Bây giờ số 4 nè, số 4 là bất tri đạo lộ khổ diệt. À, đó là số 4, giống như cái nãy mới đọc á. Bất tri đạo lộ khổ diệt và không thông hiểu con đường đưa đến diệt khổ. Rồi số 5 là bất tri quá khứ, tức là không biết rằng mình đã từng hiện hữu ở quá khứ, có kiếp sống quá khứ. À, là bất tri quá khứ, bất tri vị lai là số 6, bất tri vị lai không biết rằng mình sẽ có mặt trong tương lai, có kiếp sống sau. Rồi, số 7 là bất tri quá khứ vị lai, không biết có đời sống quá khứ và vị lai. Phải, bất tri quá khứ vị lai, không biết có đời sống quá khứ và vị lai. Phải cái. Đời sống quá khứ và vị lai, phải cái ha, tức là đời sống vui khổ hiện tại bị chi phối bởi quá khứ và sở hành hiện tại ảnh hưởng đến tương lai. Tức là đời sống vui khổ hiện tại bị chi phối bởi quá khứ và sở hành hiện tại ảnh hưởng đến tương lai. Là bất tri quá khứ vị lai, tức là không biết có đời sống quá khứ và vị lai, tức là đời sống vui khổ hiện tại bị chi phối bởi quá khứ và sở hành hiện tại ảnh hưởng vị lai, ảnh hưởng đến vị lai. À, là số 7. Thì viết xong đi là nói lại. Số 8, bất tri pháp duyên khởi y tương sinh. Bất tri pháp duyên khởi y tương sinh và không biết duyên khởi các pháp sanh do nhân quả liên quan. Không biết duyên khởi các pháp sanh do nhân quả liên quan. Rồi, đúng rồi đó. Xa thôi. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại ha. Tức là có 8 cái điều mà vô minh nó không biết rõ. Thì trong 8 điều này, 4 cái đầu á là thuộc về tứ diệu đế đó quý vị. 4 cái đầu để mình dễ nhớ. Tức là nó thuộc về tứ diệu đế. Tức là thứ nhất là bất tri khổ. Tức là không biết, tức là không có hiểu biết, không có thông hiểu về cái sự khổ của ngũ quẩn thủ này. Tức là cái thân ngũ quẩn của mình á bị chấp thủ, mà do chấp thủ mà thành. À, mình không hiểu, mình tưởng là do trời sanh ra, do cha mẹ sanh, là do thượng đế sanh xuống, hoặc là những cái
chủ thuyết mới cho là do tự nhiên mà có, thì do vậy mới gọi là bất tri về cái sự khổ của ngũ thu quẩn này, hoặc là cái thân ngũ quẩn này nó có những cái sự khổ như thế nào đâu mình đều không biết, mình không có hiểu, bất tri sự khổ. Rồi là bất tri khổ tập, tức là cái thứ hai, tức là không thông hiểu tập khởi. Tập khởi đây là nguyên nhân đấy, cái này tập khởi là nguyên nhân sanh lên cái sự khổ. Chính vì mình không biết mình mới tạo nhân, tức là bất tri khổ tập, tức là không hiểu tập khởi của sự khổ. Và tập khởi đây chính là tập tham, chính là tham, do tham mà chúng ta phải bị sanh, có cái sanh, có mặt hiện hữu ở đây, có cái quẩn này, có sanh, có già, có bệnh, có chết, có cái thân ngũ quẩn, phải gần những cái mà mình không ưa mà xa những cái mình ưa mình yêu. Cho nên chúng ta khi mà mình không thông hiểu được những nguyên nhân này thì nó phát sinh ra cái sự khổ. Mình bất tri khổ tập là không nắm hiểu được những nguyên nhân. Rồi bất tri khổ diệt, tức là không thông hiểu được cái sự diệt khổ, tức là cái sự chấm dứt, tức là niết bàn. Diệt khổ tức là niết bàn, tức là sự chấm dứt sự đau khổ. Mình không biết, mình không không hiểu, mình không có liễu tri được những vấn đề đó. Mình không cho nó là có luôn, có nhiều người nó không tin như đó. Ngay cả về chúng ta của mình cũng không hiểu niết bàn là gì luôn. Mình học mình biết theo cái lý như vậy, nhưng thực sự mình cũng chưa có cảm nhận được như thế nào. Cho nên mình cũng không có hiểu được cái sự diệt khổ nó như thế nào. Và chính vì không có hiểu biết như vậy đó thì chúng ta đem chúng ta luôn tạo ra những sự đau khổ. Rồi cái bất tri đạo lộ khổ diệt, tức là bất tri không hiểu biết về cái con đường đưa đến sự khổ, tức là đây là nói về bát chánh đạo, tức là con đường đưa đến sự khổ là con đường bát chánh đạo mà chúng ta đã biết. Ngay cả giờ Đức Phật là ngài đã tu 4 tăng kiền 100.000 đại kiếp, ngài tìm ra được cái con đường bát chánh đạo này thì quý vị thấy là rất khủng khiếp. Mà chúng ta là người hưởng lại, mình là được hưởng lại những cái gia tài mà do Đức Phật ngài đã hy sinh cả một cái số thời gian mà có thể nói là không thể nào mà mình có thể tưởng tượng được. Mà bây giờ mình được hưởng, mình biết, mình có liền, mình muốn thấy đồ ăn dọn sẵn rồi, mình không biết làm, mình không biết ăn. Đây là con đường bát chánh đạo mà ngài đã để lại cho chúng ta. Thấy rất là đơn giản, mình học rồi thấy dễ quá, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, thấy đơn giản quá. Nhưng mà thực sự mình đâu biết gì đâu, đâu hiểu gì đâu. Cho nên mình không hiểu được đó là cái con đường mà nó đưa đến cái sự diệt khổ, đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Nếu mà chúng ta hiểu biết được thôi đó, chúng ta chỉ cần hiểu, mình hiểu thấu được cái vấn đề này, mình ứng dụng được cái vấn đề này vào trong cái đời sống của mình á, thì những cái vấn đề, những cái sự kiện mà đưa đến cái sự đau khổ tự nhiên nó sẽ chấm dứt. Đó, khi mà mình hành đúng cái đạo lộ của nó, đi vào đúng con đường bát chánh đạo thì chúng ta sẽ chấm dứt được sự đau khổ. Mà hãy chấm dứt được sự đau khổ tức là chúng ta đã liễu đi được cái diệt khổ. Mà liễu đi được diệt khổ là chúng ta sẽ liễu đi được cái nguyên nhân của sự khổ và cái sự khổ. Thì đó là do vô minh chúng ta không biết được bốn điều này, tức là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt và bất tri đạo lộ. Chúng ta không hiểu biết như vậy. Rồi từ bốn cái này, chúng ta tới cái thứ năm là chúng ta bất tri quá khứ. Mình cũng không biết được quá khứ. Mình có nhiều người ta không tin, ta không cho là có quá khứ, không có cho rằng mình nó từng hiện hữu quá khứ hoặc là có một cái đời sống quá khứ, họ không có tin điều đó. Mình cũng mù mờ, mình cũng không có hiểu được cái vấn đề này. Mình chỉ nghe nói qua sách vở, qua từ ngữ, chúng ta chưa có cảm nhận, chưa có thật sự mình hiểu biết được là cái kiếp sống quá khứ là nó như thế nào. Mình chỉ đoán mò qua cái văn từ thôi, thực sự mình chưa có trí tuệ để mình quán về đời sống quá khứ. Cho nên chúng ta bất tri quá khứ. Rồi quá khứ không biết, vị lai là cũng mù tịch luôn, mình cũng không biết về đời sống mình chết mình sẽ có sanh kiếp sau không, có mặt trong tương lai không. Mình cũng rất là mù mờ trong những vấn đề này. Mình chỉ hiểu, nếu mình có học về Phật pháp, mình hiểu được một cách tương đối nào đó, sau khi chết sẽ tái sanh vào trong tương lai. Nếu mà tạo nghiệp bất thiện sanh vào cõi khổ, tạo nghiệp thiện sanh vào cõi lành, thì mình chỉ hiểu theo văn tự thôi, chứ
như mình có liễu tri được vấn đề này. À, cho nên mình cũng bất tri vị lai. Rồi bất tri cả quá khứ và vị lai. À, hai vấn đề này nó chung, bất tri quá khứ vị lai. Tức là mình không biết có đời sống quá khứ và vị lai, mình không có biết được đó. Tức là cái đời sống của cái hiện tại mình đang sống, mình vui được hạnh phúc hiện tại hoặc là bị đau khổ ngay trong đời sống hiện tại này, thì nó thường thường nó bị chi phối bởi những cái quá khứ, bởi những cái nghiệp trong quá khứ nó tạo tác cho cái đời sống hiện tại của mình. Cho nên mình cũng không biết, mình không biết là tại sao mình lại bị khổ đau bệnh hoạn, tại sao mình phải bị chịu những cái sự mà bức xúc như vậy. Mình không hiểu được mà kia nó tại xui này kia nó đổ thừa tùm lum. Rồi những người mà được giàu sang phú quý là tại mẹ hơn, hoặc là nó được may mắn, thì mình cũng không hiểu rõ được cái vấn đề trong cái đời sống hiện tại này bị chi phối bởi quá khứ, bởi những cái nhân trong quá khứ. Và ngay cái hiện tại ảnh hưởng tới tương lai mình cũng không biết, là do những cái sở hành trong hiện tại cái này của mình làm những cái điều thiện điều lành, làm những cái điều ác điều xấu, thì mình cũng không biết được nó sẽ ảnh hưởng như thế nào về trong tương lai. Do như vậy chúng ta bất tri cả quá khứ và vị lai luôn. Rồi từ cái này và tới cái thứ 8 là chúng ta bất tri về cái sự mà pháp mà duyên khởi y tương sinh, tức là về thập nhị nhân duyên á. Cái này chắc chắn là chúng ta không thể nào chúng ta hiểu được vấn đề này. Chúng ta không thể nào biết được duyên khởi của các pháp như thế nào, sanh liên quan tương ứng với nhau như thế nào. Chúng ta mù mịt trong vấn đề này. Cho nên tám cái pháp này được gọi là tám pháp bất tri, do từ vô minh mà có. Đó là chúng ta cần phải biết được như vậy. Rồi như vậy là chúng ta đã nắm được tám pháp bất tri không? Quý vị thấy rất là tuyệt vời trong những cái pháp mà chúng ta được học như vậy. Rồi quý vị nắm được chưa cho biết thì xin cho cái bông đi. Rồi dễ ở khá không có gì đó ha, dễ hiểu không có gì ha. Dạ ui. Rồi những điều cần nhớ, hãy chấm xuống dòng những điều cần nhớ có mặt trong 12 tâm bất thiện. Hiệp với thể tánh bất thiện. Thuộc giống bất thiện. Tương ưng với tứ danh quẩn. Bất tương ưng sắc quẩn. Tức là những điều chúng ta cần phải biết là tâm sở si nó có mặt trong 12 tâm bất thiện. Tức là có mặt trong tất cả những cái tâm bất thiện mà mình đã học rồi, là 8 tham, 2 sân, 2 si. Tức là nó có mặt đầy đủ không đó. Thì nó khi nó như vậy thì bản thể nó như vậy thì nó chỉ hợp với thể tánh bất thiện thôi. Chứ nó không thể hợp với tánh thiện được. Và nó thuộc giống và giống bất thiện luôn. Tương ưng với tứ danh quẩn, bởi vì nó thuộc về danh quẩn, nó thuộc về danh pháp, và nó bất tương ưng với sắc quẩn. Thì như vậy hôm nay là chúng ta học tâm sở đầu tiên trong cái tâm sở si phần, tức là nó thuộc về tâm sở si, còn lại là vô tàm, vô quý, phóng dật, và chúng ta sẽ học những cái tuần sau. Như vậy là xong cái buổi học của cái tập sở si, và đến cái phần đố vui có thưởng. Với vật đối vui có thưởng nha quý vị. Chuẩn bị tinh thần để lên đáp cho lấy điểm cho ngon lành. Câu hỏi đối vui. Câu hỏi đối vui. Số 1. Tham, sân, si là những tâm luôn có ba nhân bất thiện đồng sanh, phải chăng?
Tham sân si là những tâm luôn có ba nhân độc bất thiện động sanh phải chăng? Rồi, đó là câu hỏi thứ nhất. Mời quý vị lên lãnh 10 điểm rồi cho con lãnh luận giải cho nó thật tuyệt vời nha. Rồi, Nam Mô Bụt Thầy nha. Dạ, thưa Thầy, tham sân si là những tâm luôn có ba nhân bất thiện đồng sanh. Dạ, không có lúc nào cũng phải như vậy. Tự vì cái tâm tham thì có nhân tham và nhân si. Tâm sân thì có nhân sân và nhân si. Còn tâm si thì chỉ có nhân si mà thôi, thưa Thầy. Thành ra câu này không đúng. Dạ, mọi người xin xuống ạ. Xà thú, xà thú, à, giỏi quá vậy ta, thuộc bài dữ ta. Rồi, à, 10 điểm, xà thú ha, quý vị, bông hoa lên ha, cho 10 điểm. Giỏi ha, rồi, đó là câu thứ nhất. Quý vị dưới có nắm được cái câu đó không ạ? Nắm được phải không? Rồi, ok. Rồi, câu số 2. Tâm vô nhân là tâm mà trong đó không có các nhân thiện, phải chăng? Tâm vô nhân là tâm mà trong đó không có các nhân thiện, phải chăng? Rồi, ai sẽ mít dành cho quý vị nào khác lên kiếm 10 điểm nghe nha. Dạ thưa Thầy, tâm vô nhân là tâm không có nhân chứ không phải là tâm mà trong đó không có các nhân thiện, thưa Thầy. Dạ cũng như sung sướng nè. À đúng, xa đúng. Giỏi quá ha, hôm nay không bị gài nữa. Xa đúng, 10 điểm nữa là 20 điểm mà. Nguyên Như lại giành điểm hết quý vị đó, quý vị lẹ tay lên để Nguyên Như giành điểm hết. Rồi, câu số 3. Ráng dành lên nha, dành lên để lấy điểm nha. Số 3. Nhãn thức quả bất thiện là tâm có nhân bất thiện, và nhãn thức quả thiện là tâm có nhân thiện đồng sanh, phải chăng? Nhãn thức quả bất thiện là tâm có nhân bất thiện, và nhãn thức quả thiện là tâm có nhân thiện đồng sanh, phải chăng? Rồi, rồi, xa thấu, rồi, quý vị lên dành 10 điểm nha. Dạ thưa Thầy, nhãn thức quả bất thiện và nhãn thức quả thiện là tâm quả không có nhân đồng sanh theo ạ. Dạ vì tâm quả là tâm vô nhân thưa Thầy. Xa thú, nhưng mà phải nói cho rõ, nói vậy cũng chưa chính xác lắm nha. Tức là nhãn thức quả bất thiện và nhãn thức quả thiện là những loại tâm thuộc về tâm vô nhân. À, chứ không phải là tâm quả là tâm vô nhân, tâm quả có tâm hữu nhân chứ, có những loại tâm hữu nhân. Nhưng mà nhãn thức với lại quả thiện và bất thiện thuộc về nhóm vô nhân. Thành ra nó không có nhân đồng sanh, chứ không phải là có không. Hiểu cho rõ không, nhưng mà là đúng rồi, xa thứ nhưng mà cho cái này bớt điểm lại cho 8 điểm ha. Chưa được chính xác lắm, được 8 điểm. Rồi, đó là câu số 3.
Giỏi là ha. À, câu số 3. Bây giờ câu số 4 không? Câu số 4. Tâm quả thiện là tâm luôn có các nhân thiện cùng hiện hữu, phải chăng? Tâm quả thiện là tâm luôn có các nhân thiện cùng hiện hữu, phải chăng? Tâm quả thiện là tâm, bỏ bỏ cái chữ quả đi, đặt tâm quả thiện là tâm luôn có các nhân thiện cùng hiện hữu, phải chăng? Bỏ cái chữ quả đó ra. Rồi, đúng rồi, rồi mọi cái gì nè. Dạ thưa thầy, khi mà nói về tâm quả thiện đó thì nó nằm trong 18 tâm vô nhân. Còn có một cái loại nữa là người ta gọi là tâm quả thiện hữu nhân, thì lúc đó nó mới có cái nhân. Còn nếu mà mình nói tâm quả thiện không thì không có cái nhân thiện ở trong, tự nó là tâm vô nhân thưa thầy. Dạ Nguyên Như xin xuống ạ. À, phải không? Xa lắm. Alo. À, phải không? Mày giỏi quá em đó. À, thứ giỏi quá, 10 điểm đó. Quá trời, lấy được cái này nguyên 30 điểm rồi nha quý vị, dành lên. Rồi đó là câu số mấy, câu số mấy là câu số 4 hả? Rồi câu số 5. Định tâm sở là loại tâm sở chỉ hoạt hành trong các tâm thiền và siêu thế để làm nhiệm vụ an định, phải không? Định tâm sở là loại tâm sở chỉ hoạt hành trong các tâm thiền và siêu thế để làm nhiệm vụ an định, phải không? Đọc lại ha. Định tâm sở là loại tâm sở chỉ hoạt hành trong các tâm và tâm siêu thế để làm nhiệm vụ an định, phải không? Định tâm sở là loại tâm sở chỉ hoạt hành trong các tâm thiền và tâm sở thế để làm nhiệm vụ an định, phải không? Rồi đúng rồi đó, xà thấu, xà thấu. Rồi mời quý vị nha. Thưa thầy, định tâm sở là nó là một, nó là ekaggata, nó là một trong bảy cái sở hữu biến hành, nó nằm trong 13 cái sở hữu tự tha, thì nó sẽ có mặt trong tất cả các tâm chứ không phải là chỉ có tâm thiền và tâm siêu thế không. Tự định này cũng có thể xấu và cũng có thể tốt được. Dạ Nguyên Như không biết có đúng không. Dạ xin xuống mic ạ. Xà với xà thôi, hay quá vậy ta, mai hay quá vậy ta. Ngồi gạo bà dữ lắm sao. Rồi sao đâu đúng vậy, tâm sở định là nó có mặt trong cả tất cả các tâm, bất thiện cũng có, thiện cũng có, siêu thế cũng có, thiền cũng có, đầy đủ ha, nó tùy theo. À, đó là như vậy. Rồi đó là câu số mấy rồi, câu số 5. Rồi câu cuối nữa nha, cho câu cuối nè. Số 6. Hỷ tâm sở có mặt trong tâm nào thì chắc chắn sẽ đem lại kết quả an vui, phải chăng? Hỷ tâm sở có mặt trong tâm nào thì chắc chắn sẽ đem lại kết quả an vui, phải chăng? Rồi đúng rồi. À, xin mời quý vị ra, lên lấy 10 điểm nha. Mà dễ quá ha.
Dạ thưa thầy, cái hỷ tâm sở này có thể có mặt trong 12 tâm bất thiện giống như là... Thầy ơi, Nguyên Như lộn cái chữ hỷ với thọ hỷ rồi. Cái hỷ tâm sở này là thầy nói là một trong cái những cái tâm sở về thiền. Nguyên Như nói không biết đúng vậy không? Nếu mà có thiền thì phải ăn vui thưa thầy. Hay bị lộn với tâm tâm thọ hỷ thưa thầy. Dạ Nguyên Như xin mời vị khác ạ. Dạ thưa thầy là con nghĩ là cái tâm sở hỷ này đó khi mà mình gặp cái việc gì vui nhẹ thì mình cũng sẽ phát sanh cái tâm sở hỷ, mà cái việc đó nó có thể không có đem đến an vui cho mình chỉ thấy là mình có cảm xúc vậy thôi. Dạ, không biết đúng hay không. Dạ. Dạ thưa thầy, Nguyên Như xin bổ sung thêm là cái tâm sở hỷ thì nó có ba loại, là nó có hỷ thiện, hỷ bất thiện và hỷ vô ký. Khi mà nói hỷ vô ký thì hỷ này của các vị A-la-hán, còn hỷ thiện là hỷ trong những cái thiện pháp, và hỷ bất thiện thì trong những cái hỷ của dục. Thì cái câu là chắc chắn đem lại kết quả an vui phải chăng thì không phải, tự vì hỷ bất thiện thì không có đem lại kết quả an vui thưa thầy. Dạ Nguyên Như xin xuống ạ. À, đúng xà đúng đúng rồi, nó vậy mới đúng nha. Đó là mới đúng ha. Ok, hôm nay Nguyên Như giỏi quá. Mấy 10 điểm nữa rồi. Vậy là hôm nay không ai bị ăn học dịch, không ai bị ăn học dịch lộn. Hôm nay câu hỏi được giải đáp tốt đẹp ha. Thì rõ ràng là tâm sở hỷ nó có mặt trong bốn tâm tham sở hỷ luôn. À, nó cũng có trong tâm sở hỷ, mà tâm tham sở hỷ là thuộc về tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì nó cho quả bất thiện, thì sao nó cho được cái kết quả tương lai mà được an vui được. À, hoặc khi nào nó cho trong những cái tâm thiện, hoặc là những tâm thiện thì nó cho kết quả an vui. À, cho nên đó là như vậy, cần phải hiểu cái chính xác như vậy ha. Rồi, như vậy là thời gian cũng vừa phải lẽ. À, hôm nay chúng ta đã học xong buổi học rất là hoan hỷ. À, cũng do phần phước báo này, nguyện cho tất cả chúng ta lần lượt năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ, sớm thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thể. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mạ Dạ, Nam Mô Sa Khai Dạ. Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mạ Dạ, Nam Mô Sa Khai Dạ. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh đã giảng dạy cho lớp buổi vi dự pháp ngày hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông. Ồ, con thấy sư đã đi ra rồi. À, con không biết là sư Thanh Tâm còn có mặt ở trong đạo tràng không bạch sư. Con xin kính thỉnh sư lên chúc phúc cho đạo tràng bạch sư.
Dạ, Nam Mô Bụt Đà dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Con xin kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính cảm ơn Thầy Kinh và kính chào Đạo Tràng. Con xin thay mặt Chư Tôn Đức phúc kiếp cho Đạo Tràng. Ba qua tu sắp ba măng ra lăng rắc hành tu sắp ba đề qua ta sắp ba bút đà nu ba về nã sa đà so thi ba quần tu tệ ba qua tu sắp ba măng ra lăng rắc hành tu sắp ba đề qua ta sắp ba đầm mà nu ba về nã sa đà so thi ba quần tu tệ ba qua tu sắp ba măng ra lăng rắc hành tu sắp ba đề qua ta sắp ba sằng gà nu ba về nã sa đà so thi ba quần tu tệ. Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người có trí là người hay thấy sự an vui, thường được sự an vui. Người tinh tấn, thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được thọ và sáng cả. Tất cả hạnh phúc hàng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, chứ được thành tựu mỹ mãn, chứ được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mời Nguyên Như ạ. Sa thú. Dạ, Nguyên Như con xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe Pháp ạ. Dạ, đề hoa tà san ti huy hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa nê na pha văn tu bu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê. Thế ra cha mắt cha na wa ca cha phình ca vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gà ma cha đê sa ni gà ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka rom tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng tham mô tham ma ra cha bung ga la sang kho ho tu sa mắc go qua áp thai ya cha hi ta ya cha âm hê răng ca tu sanh thầm mô sam bê bi thầm ma cha vi nô vô thân sam ba bù nây ya ma thầm ma ri dầm ba quê vi tê y đăng lô nha ti nâng hô tu su khi ta hòn tu nha ta vô y đăng lô nha ti nâng hô tu su khi ta hòn tu nha ta vô y đăng lô nha ti nâng hô tu su khi ta hòn tu nha ta vô y đăng quá ta mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu án nà gác tì cà lệ. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã có vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như sẽ vào học trong đạo tràng Nguyên Như Kỳ Viên vào tối thứ hai, sẽ lại là ngày của sư Pháp Thanh giảng cho chúng ta về Tăng Chi Bộ Kinh. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.